Ô, có ghế đâu mà nãy bán có ghế đâu nè. Ê, chim chim, ok. Yeah. Quá đáng không? Lỡ như game này mà 12 người còn sống sót thì thuyền chứa có 8 người à. Ê, mày thấy nó quá đáng không? Bố 8 đứa còn 9 mà 2 còn 4 đứa kia là ngầu lên đùi có 4 đứa còn lại. Mày nghĩ nhớ gì ôm vô nha, nhớ ôm eo vô nha chứ ôm té. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi Roblox Sailing. Thì trong game này, mình và Vami sẽ bắt đầu một cuộc hành trình đi thám hiểm ra đại dương à. Yeah, đây là cái cửa biển nha mọi người, đó, đây là thuyền nè. Đó, bây giờ tụi mình sẽ đi vô đây. Đó, ok, trời đất mạng, ok, nó là mới ghê. À, hiện tại bây giờ đây, thuyền của mình đây. Đó, bây giờ mình sẽ đi theo từng đợt. Nói chung là mỗi đợt là cứ 12 người vậy đó. Rồi ok, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi khởi hành thôi. Wow, thì này nhìn đẹp nha mọi người. Có một cái buồm ở trên nè. Ủa, cái gì? Ba nguyên cái thác, ba ơi á. Rồi, xong, rồi, hư thuyền luôn rồi. Rồi, ơi, có ai cứu mọi người? Cứu với, chìm rồi. Tôi không biết bơi. Đó, bảy chữ. Rồi, tới nơi rồi. Ủa, tới đâu rồi bay? Trời đất liền ấp bên kia kìa. Ở đâu đây là cái hòn đảo mà. Trời ơi, 12 thằng đứng chung vô chỗ nhìn thấy ma ghét thì chứ nhìn nhớ tới luyện kêu cho Lâm hồi xưa kìa. Ơ phải chuyển. Ủa đi ra đi, đi đi đâu? Dính mà, hello, are you okay? Ủa ai vậy, thanh niên nào vậy? Ủa thằng nào vậy? Nào mà không thấy hình nó đâu ta. Trời ơi là trời, nói chung là mình đã bị thuyền của mình đã hư trên cái hòn đảo của nó. Nó sẽ giúp đỡ mình cắm lều chạy. Ủa thằng này tốt nha. Ê mày, cái đảo này tao không thấy tên nó chảnh đâu. Có thấy đâu, nói chung là nó nói là con thuyền của mình đã hoàn toàn bị phá hủy. Thì nó đã lên kế hoạch để mà giúp đỡ mình quay lại. Đúng rồi. Nói chung là dạ, nó nói lẹ quá. Tao đã cảm ơn, ok, tao hiểu rồi, nó cảm ơn mình rồi. Cảm ơn gì ba, cậu lao, nó có quen cái gì đâu mà cảm ơn. Nói chung là nó đang lên kế hoạch cho tụi mình để tụi mình quay trở lại là đất liền á. Thì tao cũng biết như vậy mà, nói chung là bây giờ phải ngồi đây đợi. Nó nói gì kìa? We scooted the island in the tree around that you can. À, nó do thám cái nó đi khảo sát cái hòn đảo này rồi, nói chung là trên hòn đảo này nó có rất là nhiều cái miếng gỗ, tấm gỗ, động cơ, cục gỗ nữa. Nói chung là cục gỗ á. Nói chung là nó kêu mình là đi lượm hết tất cả những cục gỗ này để mà bỏ vô cái lửa chạy, để tránh cái lửa chạy mà nó bị cắt giữa đêm. Ồ, nghĩa là ban đêm ở đây rất là lạnh ha, thì phải bỏ gỗ vô để cho nó giữ cái lửa ấm để cho mình không bị lạnh. Đúng rồi, để không bị cây buggy nha mọi người. Đúng rồi, chứ ở trên đảo là mình thấy là không có nhiếp rồi đó. Chỉ có nhiếp cây buggy là coi như là xác định là lấy cái móng móc ra. Vải móng ghê ba, mày có thể lấy thanh gỗ mè chuốt thành cái chuốt thành cái đó đó. Này, đồ nghề đó không đây, có lấy chuốt ba, tào lao. Hả? Ôi ôi, trời tối. Chạy về đi, bấm đi, chạy về. Thì chạy ở trên đảo này nó có một cái đặc điểm là buổi tối rất là lạnh nha mọi người, lạnh teo muri luôn á. Nên là bây giờ mình phải chạy về gấp. Ta lùm được có 3 miếng gỗ rồi, bây giờ phải bật inventory ra để lấy ra 5 cái ô ngoài này để mình bỏ. Tối nhanh nó vậy, em cả chưa về tới. No. Má ơi, bắt đầu tao cảm thấy là lạnh rồi đó. Nơi rồi. Chị em ngồi kế với mình chị ơi. Ó, trời đất thui sao chót rồi kìa. Trời đất ơi, trời tao thui luôn. Hên là mình về tới kịp, mình có 2 cục gỗ. Ba Mi ơi, cái mẹ đi ba Mi ơi. Ơi, tao đây. Chị đây coi chăm gỗ vô lửa cái. Khỏi chăm, coi chăm rồi. 200 đâu, tao đang cầm thôi mà. Ờ. Ừ. Đó, mình đang tập tạ bằng cục gỗ nè, nó đi đâu rồi đi cũng phải tập tạ, thấy không? Con nhỏ này nó về trễ, ấy thằng kia nó về trễ mất nửa cái máu luôn. Phải, thằng nó lạnh quá, chỗ thanh niên nó tội nghiệp ghê. Giờ trời lạnh lắm, nói chung là không nên đứng ở ngoài cái nói chung là không nên đi xa khỏi cái lửa này, nó như mọi người không muốn chết sớm nó gì đó. Ê kìa, thanh niên nó kêu trời tối rồi đang đốt lửa chạy, anh ba Mi ơi kể chuyện ma đi kìa. Phải chuẩn. Ok, bây giờ nói chung là ở đây mình phải ở đây đợi cho tới sáng. Ủa, hướng 12 giờ ba Mi ơi, hướng 12 giờ nó có một cái đường lùn gì cơ. Đường lùn gì? Đó, hướng trước mặt này nè, nó có nguyên một cái màu trắng gì cơ. Sấm sét các bà. Sấm sét hả, sấm sét gì mà đánh đường thẳng như vậy? Đâu, nó méo méo mà, nó xẹt kìa. Ý là sấm sét là người ta đánh theo đường bất kỳ, này nó vẽ theo đường vuông góc luôn nè.
vãi cái dương đó. Mày tính gì luôn, mày tính như không sáng luôn rồi. Giống như con lươn, con rắn, con gì á. Ê, không mấy mày canh nha, tao ngủ xíu nha, chứ đêm mà tao nằm kế bên lửa mà. Trời ơi, để mày mày cũng nằm bên lửa đi, để boogie mày đỡ bị cháy. Nó lộn, đỡ bị keo. Có nó giãn nở ra nhanh hơn. Ô, trời sáng rồi, má ơi, mừng quá. Ấm ấm hơn đường xíu rồi đó. Hả? Ok, trời ơi, có vẻ như là trời, ồ mặt trời đâu, ý mặt trăng, mặt trăng nó đang rụng xuống núi kìa. Đâu đâu. Đó đó, mặt trăng nè, đó, mặt trăng rụng, thì đối diện mặt trăng sẽ là mặt trời. À, ghê ghê ghê, mặt trời lên kìa. Ê, hình như đó, ê, hình như hai cái nó không có đối diện nhau á. Có đối mày đối diện nhau á. Tao không thấy đối diện luôn á. Chơi gần cây chim hót rồi, em với Bình Minh á, em đi ra lụm gỗ để đắp vô cái lửa chạy. Đúng rồi, chứ không là có này không héo khéo là be keo bugi nữa. Héo, ok, lụm được hai cục gần nhau, a hi hi. Bây giờ đi tiếp đây. Mày làm có hai cục mày làm ăn gì? Đâu, hai cục ở một chỗ, bây giờ đi tiếp nè. Cái thanh niên Iron Spider, người nhện sắt, nó nói cái gì vậy bây? Nói gì lum ba la ba la ba la ba la ba bum mì. À, làm đi, đừng hạn chế nó nhiều để dành tích. Nó công mày nói nhiều quá rồi, khát khô có họng. Cái này tao gọi là năng lượng buổi sáng, mày hiểu không? Năng lượng sáng sớm. Ngủ đâu buổi tối, mày tối qua mày có ngủ đâu, mày thức mày phá cả đám mà. Nghĩ sao người ta đang đứng, người ta kêu ngủ một xíu, mày ăn mày ngồi mày nấu hoài mà ngủ được. Mày cứ ăn mày thì thầm bên tai. Cái thằng quần này nó kiếm mà, tôi nghĩ là nó đã tìm được cách giúp mình ra khỏi chỗ này rồi. Có chúng ta tôi tin là chúng ta có thể fit được cái con thuyền. Làm một con thuyền mới. Mày thấy nó cái quá không? Vãi cả fit. Fit bằng cách làm mới, hãy làm cùng nhau tìm ra ba vật liệu. Chúng ta hãy cần tìm ba cái vật liệu đó là click the interview. Nó chưa kịp ghi nữa. Chúng ta cần có một miếng gỗ, một miếng kim loại và một cây stick. Stick là cây gì ta? Tức là cái cây cái cành á, cái cành từ nói chung là cái gọi là cành á. Ồ, cái cành cây á hả? Ờ. Chắc để làm cái buồm hay gì á. Rồi ok. Ý có một thanh niên xung phong đi tìm Metal, có biết Metal nó nằm đâu luôn á. Tao thì có một nùi gỗ luôn rồi. Chờ ta thiếu cái skill nào, bây giờ ta đi vòng vòng xung quanh đây để coi tìm skill nào. Tao 11 rồi, tao 11 khúc gỗ rồi. Để tao kiếm coi còn cái gì không. Hả? Mày nói gì? Tao được 11 khúc gỗ để tao xuống biển tao kiếm coi. Ừ ba, mày có biết bơi không? Đang bơi nè ba, trời ở ngoài không biết bơi, trong game tao bơi ghê lắm ba. Ở dưới đây mát lắm kìa, mày nóng mà mày xuống đây tắm biển vui lắm nè. Thôi ba, tao không muốn ướt áo đâu, mắt công tối tao cảm bệnh. Cả vải cái cảm bệnh. Quên, ý tao thấy skip rồi. Ây da, trời ơi, đứa này nó quăng nguyên cái cục tích nè. Lụm vô, lụm vô, trời ơi, đừng có lụm hết cho tôi một cục đi. Rồi, mấy thằng này nhanh quá. I saw some metal under the island. Mày, nó thấy một số kim loại ở dưới hòn đảo này. Dưới hòn đảo. Hãy cố gắng bơi xung quanh và đừng để nó cạn kiệt cái oxy. À, ok. Giờ nãy ta xuống biển, ta coi rồi. Ý có một thằng nó lấy được metal rồi kìa. I got the metal, ok. Hay quá, Niên ơi. Lên đi về đi, đi về đi. Nói chung là có một đứa làm được rồi thì mình không cần phải lượm nữa. Ê, cái thuyền nè, cái thuồng nè, cái xuồng nè. Nó lấy bỏ đồ hết trơn, đồ chở này nè. Up you alive, ok, quay về nó cứu chơi tối rồi. Ấy, tao thấy cái gì mà tối nhanh vậy, tao đang coi chiếc thuyền mà. Tao thấy metal rồi, tao thấy metal rồi. Cái con này nó đang cầm metal nè. Ok, có người cầm metal được rồi. Mày né né nó ra nha, coi chừng nó buồn buồn, nó cầm nó chọi mày đó. Ai sao có bấm phím 1 không được trời. Control shift. Gì control shift? Ồ. Cũng không được luôn. Ok, về lại lửa chạy rồi, trời tối rồi mọi người, đứng vô. Mình đề nghị thanh niên kia tối nay là không được lắm mồm nha, để cho chế ngủ. Ba, tao phải lắm mồm để cho con bay thức chứ, con bay chứ mà trời lạnh mà ngủ xác định là ngủ luôn ấy. Dám đâu, tao đắp gỗ tao ngủ nè ba, bây giờ đắp vô lửa lên hả, ghê, tao đang bỏ gỗ vô đó cô. Bọn cần một thằng, mấy thằng bỏ thôi, bỏ chứ cho nhiều vậy trời. Lụm nhiều quá, bỏ bớt vô ba chứ không để nặng người. Ừ. Nhưng mà thôi kệ, đề phòng bản thân nó vẫn tốt hơn chứ. Cầm chọi hả? Lỡ gặp yêu quái cầm chọi nó hay gì? Thế lỡ mày có lắm mồm có chọi mặt mày. Mấy nồi, trong server này mày lắm mồm nhất luôn. Ok, chờ sáng mọi người ha. Ê, da, bây giờ tao muốn đi ngủ quá, tao ngủ không được. Tao sợ Vami sẽ làm điều gì đó đối với tao. Thôi bớt đi, tao không bị đi như mày đâu ba.
ai biết được. Mày biến, mày điếm thối còn biến thái nữa chứ. Mày đang nói bản thân nữa hả? Tao có đang nói mày chứ đâu bây giờ tao nói tao đâu tao. Không, không bao giờ tự nó tao không? Không có đang. Ở trong group đó là kia A là nổi tiếng hai điều đó rồi mà. Ồ, thấy rồi. Ok, chờ sáng mọi người ơi. Thì chắc hôm nay là ngày thứ ba rồi thì tụi mình sẽ đi fit công thuyền ha. Còn cái con mặt quần lưới này nè, đó. Ở đâu? Đâu cái con mặt quần lưới đâu? Mấy năm rồi. Lưới nè. Cái đó gọi là quần nách đùa, quần nách đó ba, quần nách đùi á. Lưới chứ lộn. Nó ở mới có 3 ngày đâu qua mà thằng nào cắn rách đùi nó luôn ghê, cắn rách quần luôn ghê. Ồ đó, tao không biết là ê nó biết được rồi kìa, nó biết được rồi nè. Ok, đang chạy qua coi nè. Ra con thuyền luôn. Đến ok. Ok, cuối cùng cũng có người đã làm được cái fit được con thuyền rồi. À, fit được con thuyền rồi, thuyền đẹp quá, chuẩn bị về đất liền mấy đứa ơi. Yeah. Oh. Ok. Cái cánh... À, thì ra cái tấm đó kìa, thấy chưa? Đó là cái nó giống như cái buồm á cô. Ở cánh buồm á. Ai thì chúng ta có thể. Ủa, âm thanh, ủa tiếng ồn vậy? Mình chưa nghe tiếng ồn gì luôn á. Ôi, nó có tiếng ồn vừa. I think it came from the underwater cave. À, tiếng ồn nó phát ra từ ở dưới cái đảo của mình á. À, ta thấy có ở dưới này nó có lỗ nè, ở đây nó có cái lỗ nè. Trời, nó cự cơ lê bọt tới luôn, không thường làm. Phải, có tiếng ồn dưới đây nè, tao mày chua xuống không? Ôi, chua xuống hết luôn rồi. Ok, mình vô cái này mình coi dưới đây có cái gì mọi người ha. Hay là có cái nào có khủng long không? Wow. Mất 6. No, trời má ơi. Tôi tưởng tôi rớt xuống dưới luôn rồi chứ. Bơi đi, tôi bị hết thôi rồi. Kiếm đường đi đó trời ơi, ngợp. Cái lỗ ở đâu rồi? Đứa nào nó bích luôn cái lỗ xuống rồi. Trời đó ơi, nó kêu là nó lấy cục đá nó chặn cái lỗ rồi, chúng ta phải tìm một cái lối đi khác để kiếm oxy, nhanh. Cứu, đợi con mami ơi, mất máu rồi. Ta đang đi chung với con câu quần rách nè. Ôi, má ơi mệt quá. Thì cần chứ không. Ui. Ôi, nói gì vậy? Bên đi tôi xe vô. Ý, nó xuất hiện rồi kìa mami. Wow, giờ mới thấy mặt được nó này, Ranger hả? Ranger là hình như là kiểm lâm mà, nó là kiểm lâm. Bạn kiểm lâm hay là lâm tặc ba? Đã rớt xuống cái bẫy của đậu. Vãi nồi, thì ra là nó. Hóa ra là, ý sao bị như con vậy? Đừng nói tao này có phép nha. Tao cũng chả biết nó. Ủa, đứng nè. Ủa, đứng lại. Oh, look around you, nhìn xung quanh bằng đi. Đây là, ý, biết là đây là cái hòn đảo mà nhìn gì trời. Hòn đảo nhỏ nè. Bên kia nó cũng có đảo gì kìa, ba đất liền kìa. Đây là trời, nó nói nè, tao đã tôi đã mắc kẹt ở đây một năm rồi. Ủa thì sao mắc kẹt rồi thì giờ nhờ tụi mình cứu. Nào ít cho tên, giờ tới bạn, má mắc dạ vậy. Trời đất, nó muốn mình kẹt thay thế nó mà. Về chung đi ba. Chơi gì ai chơi với mày. Ủa đi đâu nữa? Chạy đi ba mấy cục 10 giây nữa trước khi cục đá nó rơi. 10 giây, cục đá rớt trên đầu rớt xuống. Đó. Ok đi mọi người. Đúng rồi, tao là người dẫn đầu. Ê mày, cái hang động mày đâu ra vậy? Thằng này nó chế ra cái này hay gì, nó phù thủy á ba. Cái hang động này uốn éo và lăn xà quăng gì đó, tao nghĩ đây là cái ruột già của nó. Ê mày, có người nào nó biến khổng lồ nó nuốt tụi mình vô bụng nữa không ba? Cũng có thể, hồi nãy nó làm mình bay lên mà ai mà biết được, là những cái khi không mà tự nhiên quay lên. Ê mày, có người nào nó bị kẹt ở đây một năm cái nó biến thành đi quái luôn không ba? Tao với mày ở dưới mới luyện thành kinh rồi mà, thấy không? Kinh rồi chứ. Ê mà mày, trong bụng nó không lẽ bao tử nó làm bằng đá mà. Nó đập đá, nó mà đập đá mà tao với mày bay lên được gì cũng mừng á, trừ khi tao với mày đập đá. Quấy nồi. Này đá quá trời, này cầm đập đi. Đập cái này chắc bể não. Hãy dùng thiết đồ công để đập đá bằng đầu. Thôi chạy đi bớt. Má ơi, nó dài dữ vậy trời. Là nó nói ruột non với ruột già của con người là dài gấp mấy lần cơ thể luôn á, đừng có đùa. Rồi xong rồi đi hết ruột non ruột già đi tới đâu? Hậu môn. Đó là văn chương với chị ra gọi là lũ đít. Vậy nồi, đá đang thơm mày nói thành tôi quắc luôn rồi. Wow, tới rồi nè. Hay chưa, nó là ra rồi này, không ra được. Tới cái lỗ, nhảy xuống, đúng rồi. Một thanh niên chết. Hai thanh niên, nó nhỏ là chưa nhảy. Ê, thanh niên dẫn đầu nhảy xuống dưới luôn rồi. Rồi xong. Wow, đây là cái ruột già của cái hòn đảo hay gì, tao thấy có một cục ở chỗ kìa mày. Cục nào? Đó, chỗ kìa, có một cục với mày, cục đất đó. Ruột của nó đó. You survive.
thật thì cần chứ beautiful là vô lý ở đâu phải quay nồi trời đất ơi đi hồ ra đây. Ủa tao đi hồ hoàng lại độc đảo rồi tao cũng chả biết nữa. Ê mày có khi nào nó thôi miên mình không? Ồ nó nói là nó sẽ chờ tao với mày với là cả đám đi sống sót vào một đêm nữa để coi bây giờ là trong đây không còn gỗ để mình đi lượm nữa để coi có sống sót được hay không. Nhưng mà tao thấy đằng sau lưng có con gỗ kìa, một đống kìa. Ôi giờ nó chém gió với mình nữa ba. Bơm đi, bơm lửa vô đi, lộn mà đốt lửa đi, đốt lửa chạy đi. Ok, giờ tao đi hút, ê tao bấm bút không được. Ok, được rồi, bơm lên, đúng rồi. Tao còn một bút với một stick nữa, tao bày bỏ vô từ từ đi. Coi chừng đừng để đứa này nó chết nha. Tao còn 3 cái lần mày khỏi lo. Đêm nay là sống chắc 400 đứa này luôn. À, hiện tại là chỉ còn 5 người, nhưng mà một thanh niên là hiện tại đang ngáp ngáp. Mọi người hiểu không, ngáp ngáp còn đúng giọt máu nè. Ráng đừng để thanh niên nó chết nha. Ok, cứ khoảng 30 giây con sẽ bỏ vô một cục gỗ. Đó, con bỏ thêm cục gỗ, đừng có bỏ. Đâu bỏ đâu, tao đang cầm tay nè. Chứ cái con này nó rảnh rỗi, nó dư gỗ quá ha. Nhiều lúc mày với nó cùng suy nghĩ sao ba, đâu trách được. Xíu đợi xíu ba mày coi hơ buri cái lạnh quá. Vãi mày hơ buri đâu ngay chỗ hàng vàng vậy? Hai bê cạo buri với nhau hả? Nó muốn đấu kiếm với tao kìa, coi vãi nồi hả, tao đấu kiếm. Mai chưa, nó không tin luôn đấy. Ok, chờ sáng thôi. Yeah, mình đã sống sót. Mày dám thử thách tao hả cưng? Ok, và cuối cùng cũng đã... Ủa, sống sót chưa? Ê, đi ra cái thuyền đi cô, đi ra cái thuyền đi. Dạ hả? Ok, ok. Ờ, đi ra cái thuyền đi. Wait for me. Quyền đám mình ra quánh hội đồng nó đi bay. Ôi. À, nó kìa, nó vẫn còn đứng đó kìa. Ừ, vẫn còn đứng đó kìa. Ok, nói chung là cũng hơi... You are still alive? Yeah, I'm still alive. We still alive chứ lộn. Nonsense là gì vậy? Nói chung là nó không tin vô cái sự vô lý này. Tại sao là nó không tin được là tại sao cả đám này còn sống. Coi lên thuyền đứng, chà giành thuyền trước đi. Nó mà tới là ta lấy cái khúc gỗ còn sót người ta chọi nó. Đúng rồi, chọi đi. Ủa vậy? Trời, nó biến mình quăng ở đây. Đậu phộng, nó phá hủy luôn cái hòn đảo này rồi. Chạy đi Barbie, sống thần. Vãi nồi, nó bật chế độ sống thần lên, nó phá hủy hòn đảo. Run. Trời ơi, thằng này chơi dơ thì chứ, mình bỏ mình chạy tới thuyền cái nó chơi nó bóc mình, nó quăng vô hòn đảo lại. Quá đáng thì chứ. Nhưng Barbie có thằng người Quý nó nói gì kìa? Hãy trở lại con thuyền nhanh chóng và trước khi hòn đảo bị chìm. Vãi. Ủa nãy giờ nó đâu, giờ nó mới đi lạc được với mình luôn á mày. Rồi, đậu phộng, coi nhớ là coi đâu có bắn cái ký hiệu nào đâu. Tín hiệu đâu mà sao nó. Ủa có ghế rồi nè ba, có ghế rồi nè. Ôi, chim. Ok. Yeah. Quá đáng không? Lỡ như game này mà 12 người còn sống sót thì thuyền chứa có 8 người à? Ê, mày thấy nó quá đáng không? Ba về nó đã nó là nó chơi là cỡ nào cũng bị chết đó ba. À, ủa lỡ như may mắn sống sót hết 12 thằng, không lẽ giờ cuối trận còn chết 4 thằng? Không, 8 đúng không? 9, 10, 12 còn 4 đứa kia là ngồi lên đùi có 4 đứa còn lại. Mày nghĩ nhớ gì ôm vô nha, nhớ ôm eo vô nha, nhớ ôm té. Và mày đốt thì bấm bay á. Vãi. Bấm đi. Thôi tao không chơi ngu đâu ba, giờ tao muốn đi về. Tao đói lắm rồi. Thì mày bấm cho bay lỡ mày có rớt xuống nước. Ê mày có để ý gì không? 4 ngày nay chưa ăn gì luôn á ba. Ủa chứ mày làm gì tao ăn quá. Tao không thấy mày than luôn á. Ủa chứ bây giờ tao là người đàn ông trưởng, tao là người đàn ông cứng rắn mà. Bánh bèo mà hôm nay mày đã cứng rắn rồi. Ok, ôi chạy. Ôi mày, tao thấy cái thuyền nó chạy nhanh hơn sóng luôn ba. Nãy giờ có cái trực thăng mà không biết luôn kìa. Nãy ông để ý luôn á. Ô, trực thăng của thằng Snow nãy phải không ta? Nhìn thấy quy trực thăng màu trắng luôn nè. Cái thằng Snow nó tới nó cứu mình á. Ừ, ê mày ơi, nó tới rồi kìa. Chạy nhanh. Vãi con Ripple mới ghê chứ. Cái là bị sóng cuốn trôi rồi đó. Ừ, tao biết nó sóng cuốn trôi rồi, nó núp ở đâu rồi đó ba. Thường luôn rồi đó. Ok, lên xuồng. Hey. Té. Yeah. Ủa sao cao lên không được? Ok, ngồi vô dừng chết bây giờ. Ok. Hên nhớ mà luôn, ngồi hai bên. Ủa sao mày hôm qua mày ngồi trong với con nữ đây nè, để nó ngồi mình tội nghiệp nó. Ở đâu? Ồ, hàng người tuyết chở mình nè ba. Ôi, cuối cùng cũng win được rồi, cuối cùng. Yeah, trời đất ơi, mình bay lên kịp con sóng thần nó cuốn tới. Yeah, mình sống sót hiện tại được 5 người mọi người ha. 5 trên 12. Cái thằng đó nó sai lầm khi nó dám đụng vô tao với mày với cả đám. Đúng rồi. Một thanh niên đếm húi là một thanh niên quá quá hiền lành. Ok. Ok, mình đã thoát khỏi hòn đảo rồi, an toàn mọi người ha. Bây giờ máy bay nó sẽ chở tụi mình về tới căn cứ lộn về lại nhà. Ok, hai đứa mình sẽ dừng video đây thôi. Thì các bạn thích video này nhớ để lại cho hai đứa mình một like, một share và nhớ subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video ngay các bạn nhé. Ủa gì vậy? Nó còn sống mày ơi.
Ủa nó bị đa, nó bị sắc nè. You survive. Ủa vậy thôi hả? Ủa rồi nó đang ở đâu vậy? Nó giơ tay lên nó kêu you survive. Giống như nó không tin, tế tin vào mắt mình. Nó tức quá nó chết à. À nó tức quá nó học máu nó chết xong. Đáng đời. Bye bye mọi người.